Mến chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hoa Lan Hiếu Nghĩa của em ha. Mời cả nhà ngắm hoa trưa ha cả nhà. Giả hạt chóp Mỹ ha cả nhà. Chỉ có hai cái hoa thôi mà rất là thơm luôn cả nhà. Dòng giả hạt chóp Mỹ thì nó rất là siêng hoa. Cứ mình trồng mình treo lên là nó cứ mặc định nó có hoa à. Nó có không có phần phải cần kích gì hết. Hoa đẹp và thơm hết cả nhà. Giờ giá nó cũng rẻ. Một thân nó dài dài cũng khoảng có khoảng 5-70 ngàn. Một thân với một mầm á cũng cỡ cỡ như cái thân này, con thân này dài khoảng chừng 20 cm với một mầm nhỏ như vậy nè, một mầm như vậy nè thì nó khoảng 70k ha cả nhà. Cả nhà có sưu tầm giống thì hãy nhắn tin cho em. Giả hạt chóp Mỹ ha cả nhà, hoa thơm. Mấy dòng va thì kia thì em cũng hết rồi, em chỉ còn giữ là thằng này được cái thì hoa nó thơm hơn, nó cũng có chớp. Mà cả nhà sưu tầm ha, cả nhà muốn sưu tầm giả hạt chóp Mỹ thì hãy gọi điện thoại cho em qua số điện thoại là 0919 414 838 hay cả nhà. Nè, giả hạt chóp Mỹ. Hoa to và thơm. Mời cả nhà sưu tầm nhé. Em cảm ơn cả nhà.